Quý xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, tranh cãi giữa hai chính phủ Thái Lan và Campuchia ngày một trở nên mạnh mẽ hơn trước sau cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước xảy ra hồi sáng sớm hôm nay ở khu vực biên giới cách ngôi đền cổ Prasvihir mà cả hai bên đang tranh chấp chủ quyền khoảng 150 cây số về hướng tây nam. Kính thưa quý vị. Tin tức mà chúng tôi ghi nhận được cho hay có 3 binh sĩ Thái Lan và 3 binh sĩ Campuchia tử nạn. Phía Thái Lan cũng nói là có khoảng 13 người khác bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Các bản tin ghi nhận được từ Phnom Penh và Bangkok cũng cho biết, tiếng súng giờ đã yên nhưng tình hình vẫn căng thẳng ở mức cao điểm. Các viên chức quốc phòng Thái Lan nói rằng phía Campuchia nổ súng trước, sau đó còn sử dụng cả súng phóng lựu bắn vào các đơn vị canh gác biên phòng của Thái. Phnom Penh lên tiếng bác bỏ cáo buộc này cho hay là binh sĩ Thái Lan dùng súng phóng lựu bắn binh sĩ Campuchia ngoại trưởng campuchia là ông hoa nam hong còn gửi thư cho chủ tịch luân phiên của asean là indonesia tố cáo những hành động gây hấn của nước láng giềng Ông Ho Man Hong cũng gửi một công hàm ngoại giao khác cho Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc, kêu gọi phải có biện pháp mạnh, buộc Thái Lan phải chấp nhận cho ASEAN gửi đoàn giám sát đến vùng biên giới để ngăn chặn mọi xáo trộn có thể xảy ra trong tương lai. Về phía Thái Lan, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho báo chí biết, Bangkok đang mở cuộc điều tra và sẽ trình bày trước công luận quốc tế tất cả những bằng chứng thu thập được. Một viên chức của Thái Lan cũng cho hay, chính phủ đã di tản 7.500 người dân cư ngụ ở ngay khu vực mới xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia. Và chúng tôi cũng được tin cho hay, một số nước ASEAN đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những chuyện đang xảy ra giữa Phnom Penh và Bangkok, kêu gọi cả hai chính phủ bình tĩnh, tìm cách giải quyết trong tinh thần ôn hòa, tránh gây thêm bất lợi cho mối quan hệ song phương và cho cả khu vực Đông Nam Á. Cũng xin được nhắc lại rằng, tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia nổ ra sau những tranh chấp chủ quyền xung quanh khu vực ngôi đền cổ Prasvihir tại vùng biên giới giữa hai nước. Đây là khu di tích lịch sử Prasvihir mà cả Thái Lan vẫn lẫn Campuchia đều nhận chủ quyền, khiến tình hình biên giới hai nước trở nên hết sức căng thẳng. Cả hai chính phủ Thái Lan, Campuchia cũng như khối ASEAN đều đã nhiều lần tìm cách giải quyết khác biệt xung quanh vụ tranh chấp này. Nhưng đến nay, mọi chuyện vẫn lâm vào bế tắc do cả hai bên đều không nhượng bộ. Đại Á Châu Tự Do có tường trình chi tiết về cuộc tranh chấp tại biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tại trang web www.rfa.org. Kịch chéo Vietnamese. Kính mời quý vị vào đọc, nghe và xem. Quỳnh Di xin kính chào quý vị.